cho các bạn nha. Các bạn thấy đây là cái cây ATM đúng không? Đó. Mình cũng tính vô đây rút tiền để mình đi làm á các bạn, làm xài. Nhưng mà vô tình mình thấy cái cây này các bạn, nó có một cái tổ chim nè. Đó. Thì mình sẽ lấy cái tổ chim này xuống mình coi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là để mình coi thử cái mẹ nó đúc nó bằng cái gì, để mình tích lũy cái kinh nghiệm để về nhà mình nuôi cái bầy chim của nhà mình nha các bạn. Mình không biết là trong đây nó có con không. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là mình không biết là cái cây này là cái cây gì nha các bạn. Nhưng mà người ta trồng kiển nè, trước nhà người ta nè, đây là các bạn. Đó. Thì các bạn thấy không? Ở trong đây nó có một cái tổ chim. Đó. Nó thắt rất là đẹp nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó. Mình nếu mà ai sơ ý thì chắc cũng không có thấy đâu nha các bạn. Ôi 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 ôi, nó bay. Chim con nó bay các bạn. Đây các bạn. Đây, để mình lấy xuống mình sẽ coi cho nó có con trong đây các bạn. Mình thấy một cái con. Đó. Đây. Để mình coi thử chim này là chim gì. Đây các bạn, đây là chim non này các bạn. Đó. Cái này chắc chim ly quá chứ không phải chim sắt. Tổ nó rất là đẹp các bạn. Cho vô tổ rồi. 4 con, được 4 con á. Vô đây. Chắc có mẹ nó đúc á chứ không ấy đâu. Vô. Còn con bay mất tiêu rồi. Đây, mấy bắt rồi. Mấy con này, tổng hết mấy con à? Không biết. 4 con lận. Đây. Chim ly. Đây các bạn, đây là 4 con nha các bạn. Đây các bạn. Bạn cận cảnh các bạn xem nha. Nhiều lúc mình thấy ngộ quá các bạn. Ở thiên nhiên thì cái tổ nó thắt rất là nhỏ, nó làm rất là hẹp, mà nuôi con rất là ok. Còn mình thì mình làm cái tổ rất là lớn mà nó nuôi lại không được. Ok. Cái này là chắc mình nghĩ cái màu này thì nó không phải là chim sẻ rồi các bạn. Cái này là chim ấy rồi. Cái này là chim chim gì? Này là chim đầu bạc á các bạn. Đó, các bạn thấy không? Áo dài á, cái này chắc áo dài quá. Thôi, mình để đây cho mẹ nó nuôi đi các bạn. Tại vì mình cũng yêu thiên nhiên, yêu động vật mà các bạn. Để đây cho mẹ nó lại đút nó. Để lại cho mẹ nó đút nó các bạn. Rồi ok. Che lại chỗ nào vậy? Chứ để người ta thấy người ta bắt. Mình không bắt nhưng mà người khác lại bắt. Để mình che nó kín lại các bạn. Rồi ok.